Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với video giới thiệu những con xe mới về tại salon. Và hôm nay thì em tiếp tục quay lên cho anh chị và các bạn một con xe Toyota Vios. Con xe này sản xuất vào năm 2013, bản E số sàn và nó mang màu vàng cát. Hiện tại thì 2013 đang có hai con, một con là màu vàng cát như này và một con nó là cũng 2013 bản E số sàn nhưng nó là màu bạc. Hai con thì tầm giá nó ngang như nhau, tầm 250 triệu là bán bao rút hồ sơ anh chị nhé. Con xe này cũng đã tháo biển và đang trong quá trình rút hồ sơ sẵn rồi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu lấy là chúng ta sẽ có hồ sơ ra tên đổi biển thôi. Con xe này là mang biển số 89, biển Hưng Yên. Đấy, những con xe mà ở biển các tỉnh khác thì đa số bọn em sẽ rút hồ sơ sẵn rồi, có biển Thái Nguyên thì gần như là để biển thôi. Còn các biển khác thì sẽ cho đi rút hồ sơ trước. Con xe này 2013 và đã lên la răng thâm, đèn thâm. Đây các bác có thể thấy đèn này là đèn thâm của 2013 nhé, chứ không phải là nó bị tối đâu, mà đèn này nó là 2013 thiết kế như vậy, đèn thâm, la răng thâm. Màu vàng cát. Đấy, còn bác nào thích màu bạc thì cũng có màu bạc. 2013 màu bạc. Con xe này là màu vàng cát. Nội thất phía bên trong đây, xe thì đảm bảo cho bác về phần đâm ba tai nạn ngập nước cũng như là không có chạy dịch vụ taxi. Đấy, xe nào ở tại salon cũng thế và dọn dẹp cực kỳ kỹ luôn, các bác đến có thể test xe cẩu gầm chạy thử. Đấy, hoàn toàn thoải mái. Lấy xe chúng ta được test xe từ 5 đến 7 ngày, xe lỗi thì chúng ta hoàn toàn được đổi trả xe bình thường các bác nhá. Đây, phía bên trong nội thất này. Nội thất màu xám. Vô lăng méo. Đây, vào phía bên trong tất xem con xe này có những gì. Thì đầu tiên thì là dòng này bản đủ, lúc nào nó cũng là hai hệ thống bóng khí, gương kính chỉnh điện, hệ thống phanh ABS. Đấy, lên xuống kính là chỉnh điện, gương chỉnh điện, hai bóng khí ABS. Thì các bác có thể thấy là khi chúng ta nổ máy lên, khi chúng ta bật chìa lên thì có biểu tượng phanh ABS đấy, xong nó mất. Đấy, nó là xe bản đủ, điều hòa mát. Con xe này thì có trang bị thêm màn hình Android, màn này khá là đắt tiền, hơn 4 triệu cái màn này. Và hệ thống số lùi, có cả hệ thống cam lùi đấy các bác nhá. Cam lùi là có, để xem có hệ thống cam hành trình chưa. Trên này có mắt cam này nhưng không biết là có chạy không. Đây có cam hành trình luôn các bác nhá. Đấy, thì con xe này trang bị cũng khá là đầy đủ rồi. Cam lùi, cam hành trình các thứ là hoàn toàn có. Đấy, các bác thì lấy xe thì chúng ta chạy thôi cũng không có vấn đề gì cả. Xe thì đã kiểm tra rất là kỹ rồi, gầm bệ máy móc. Trần vẫn là trần nỉ này. Đấy, trần vẫn là trần nỉ. Audio thì nó cũng đi được khoảng tầm 15 vạn. Đây đi qua hệ thống máy này. Lốp thì là nó thay lốp Michelin này. Và lốp cũng còn khá là dày đấy các bác nhá. Đây. Lốp còn khá là dày. Nói chung con xe này lấy về là chúng ta chạy thôi. Đăng kiểm cũng còn khá là dài đến tháng 1 của năm 2022. Tháng 1 hay là tháng mấy đấy, của 2024 thì em không nhớ lắm. Nói chung là nó cũng đăng kiểm vẫn còn. Đây, toàn bộ trong khoang máy này. Với những cái đời xe như thế này thì có thể thấy thì là mặt máy với xe đi 15 vạn thì có chỉnh gioăng dàn cò thôi, còn lại chân máy vẫn nguyên zin nguyên bản, không có động chạm gì cả. Nỉ khoang máy rồi nỉ cabo vẫn còn đây. Bản đủ thì sẽ có hệ thống phanh ABS, thì các bác có thể nhìn sâu phía bên dưới. Đấy, có thể thấy cục ABS nó ở phía bên dưới kia. Keo chỉ thì nguyên zin, không mất phần nào cả đấy các bác nhá. Keo chỉ rồi đèn này, đây. Đấy. Thank you.
Thì đã rút hồ sơ, đang rút hồ sơ sẵn rồi. Đấy, một vài hôm nữa là có hồ sơ luôn rồi. Các bác lấy là chúng ta sẽ có hồ sơ và ra tên đổi biển rất là nhanh. Giá nó là 250 triệu. Thì bác nào có nhu cầu với con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình, hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe cũng như đi thử. Cảm ơn các bác đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.